Đại Dương, người thấy không khỏe hả? Nhảm nhí. Người bảo các ngươi đi tìm đồng tiền, nửa cái cũng tìm không ra, các ngươi làm gì kiểu gì vậy chứ? Còn ở đây mà làm cái gì nữa? Làm cái gì hả? Thật đúng là uổng công nuôi các ngươi. Bảo Đại Dương, ngươi đừng nổi giận, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Hiện giờ ngôi vị yêu giới đã giao cho bác công chúa và Mạc Kỳ, tuy rằng đã nói sẽ không trả thù thiềm tộc, nhưng những kẻ muốn báo thù chắc chắn là không ít. Bây giờ mọi người đều đang trốn dưới giếng, không ai dám ra ngoài. Còn về đồng tiền thì thực sự bọn phế vật các người đã đến lúc này rồi mà còn sợ đầu sợ đuôi như con rùa rút cổ. Bổn vương bị thương, các người là chỉ lo đến an nguy của bản thân. Các người như vậy thì làm sao làm việc việc lớn được đây? Tất cả đều phải chết. Đại Dương, bà báo Đại Dương, lúc này chúng tôi phát hiện tại mấy cái giếng gần đây có đồng tiền xuất hiện. Thật vậy sao? Ngon thật. Hôm nay khí trời tốt thật. Các chị hương thân, mai anh cô nương, mai anh cô nương, mai anh cô nương, mai anh cô nương. Cô già Lưu Phong đúng là đại ân nhân của thôn chúng tôi đấy. Không những cho chúng tôi hạt giống mà còn giúp chúng tôi gái cày. Đừng nói như vậy nữa, nếu không có mấy anh cô nương và Lưu Phong nhắc nhở, e rằng bây giờ chúng tôi vẫn còn chịu sự mê hoặc của Kim Bất Quán. Đúng đó. Thật ra các chị hương thân, mọi người thật sự không cần khách sáo gì đâu. Mọi người xem chúng ta đều là láng giềng mà, giúp đỡ lẫn nhau, đó là lẽ đương nhiên. Hơn nữa mọi người có cảm thấy ăn lương thực của bản thân mình gieo trồng, trong lòng có cảm thấy ngon lắm phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Tự lực cánh sinh mà. Nhưng mà mấy anh cô nương, sao cô lại câu cá bên giếng nước vậy? Sao lại không ra bến sông? Ở đây mà câu được cá sao? Chuyện này hả? Cần câu tệ vậy mà muốn câu mình lên sao? Đừng hòng. Cái chuông của mình tiêu rồi, tiêu rồi. Lưu Phong, Lưu Phong, Lưu Phong, Lưu Phong. Chẳng phải đã nói trước có việc gì thì lắc chuông, sao lại chạy đến đây? Thiếp nói cho chàng biết có động tĩnh rồi. Đồng tiền của thiếp đã bị Kim Bất Quán ăn mất, cả cái cần câu nữa cũng bị hắn lôi xuống giếng. Tất cả đã mất hết rồi. Ta cũng giống cổ, đồng tiền của ta bị hắn ăn mất rồi, đứt cả dây luôn. Bây giờ phải làm sao đây? Làm sao? Hai người làm quá tốt. Tốt hả? Đồng tiền đó bị hắn ăn mất rồi, tốt chỗ nào chứ? Đúng vậy, thực ra là như vậy. Cần câu mà ta đưa hai người cầm, cái treo trên đó chỉ là đồng điếu. Điều ta hy vọng chính là để hắn đếm vị ngọt trước, để hắn không có lòng nghi ngờ. Xem đi, còn cái cây này của ta thì khác. Hắc đào mộc, thiên tầm tơ, đồng tiền là mồi. Nếu như Kim Bất Quán cắn vào, đảm bảo có cánh cũng khó thoát. Để tiếp xem. Lợi hại vậy sao? Đúng rồi, Lưu Phong, không ngờ tiểu tử như đệ giỏi thật đó. Đúng là rất khác biệt so với cần câu của hai ta. Đừng đùa mà. Có động tĩnh kìa. Lạ thật, dây câu này sao cắn mãi mà không đứt vậy? Có được không? Sao mà nặng quá, nặng quá. Dây này có khi nào đứt không? Không đâu. Cố lên, cố lên. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Ba.
Đúng là Kim Bất Quán. Sao lại là các ngươi? Kim Bất Quán, ngươi chẳng phải cũng trúng kế của ta rồi sao? Lưu Phong, như thừa nước đục thả câu, tiểu nhân bị ổi. Không phục, không phục phải không? Ta cho ngươi thêm một cơ hội lần nữa, có được không? Ta không thèm cơ hội của ngươi. Tự ta có tay có chân, tự ta biết đi. Ngươi không cần sao? Vậy cũng được. Thái Sơn, chặt bỏ chân của hắn. Tối nay chúng ta có món đùi ếch. Được, 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 được. Đừng, đừng, ta chỉ còn cái chân thôi mà. Đừng chặt rửa có được không? Làm ơn đi. Không chặt cái gì? Không chặt. Không chặt thì nghe lời của ta. Lần sau nếu còn để ta bắt được, ngươi sẽ mặc cho ta xử lý. Biết chưa? Lũ Phong đừng đắc ý. Hôm nay ta tạm thời cho ngươi chiếm thế thượng phong. Ta dưỡng thương xong rồi ta sẽ đối phó với ngươi. Suy nghĩ đâu rồi? Được, được. Cho một cơ hội đi. Được. Cấp cấp như luật lệnh. Xem phim tại website tvb.vn. Lưu Phong, ngươi đừng kênh kiệu. Đại dương, xin ngu giận. Có một cầu hổ xuống đồng bằng thì bị chó dồ. Bây giờ ta gặp nạn rồi. Không ngờ rằng bị Lưu Phong giễu cợt. Đáng chết thật. Đáng chết. Đại dương, tiểu nhân có một chủ ý. Không biết đại dương có đồng ý nghe không? Ngươi... người có thể có được cái gì? Tiểu nhân cảm thấy nếu như cứ ăn đồng tiền để đại dương dần dần hồi phục, thì chẳng thà cứ trộm chân Linh Bảo Châu về đi. Nếu làm như vậy thì đại dương vừa có thể giúp chân được mọc, lại có thể đối phó với Lưu Phong. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Hổ xuống đồng bằng cũng không sao. Cũng may là ta còn có một gia cát lượng như ngươi. Được, đây là cơ hội tốt để ta trở mình. Lưu Phong, cẩn thận cho ta. Lưu Phong, để vất vả như vậy câu lên, sao lại thả đi? Ta cảm thấy làm gì thì chúng ta cũng nên cho hắn một cơ hội. Nếu như hắn như tiếp tục chấp mê bất ngộ, tham lam tiếp tục, vậy thì chúng ta cũng không giúp được hắn. Lưu Phong, Tiếp cảm thấy lần này chàng làm rất đúng. Đợi lần sau khi chúng ta câu hắn lên lần nữa, chúng ta bắt hắn phải thua tâm phục khẩu phục. Nhưng mà ta đang nghĩ, Lưu Phong à, lần này có thể câu hắn lên chắc chắn sẽ có đồng phòng bị. Vậy lần sau để câu bằng cách nào đây? Đúng đó, sơn nhân ắt có diệu kế. Lưu Phong, chúng ta không bắt Kim Bất Quán về động cung để làm gì chứ? Chuyện là thế này, ta đã từng nghe Mạc Kỳ nhắc đến chuyện của Tri Họa, Giang Cầm và Kim Bất Quán. Thế nên ta có nghĩ Mạc Kỳ có thể giúp đỡ được chúng ta đó. Lưu Phong, chàng đúng là ngày càng thông minh mà. Không thông minh làm sao làm được tướng công của nàng chứ? Đúng không nào? Quỳnh nói không sai. Hắn chấp niệm cực sâu là thù hận và dục vọng từ trăm nghìn năm trước biến thành bộ dạng như thế. Thế nên tôi vô cùng cần sự giúp đỡ của Giang Cầm, Mạc Kỳ. Phiền Quỳnh tìm Quỳnh đến giúp tôi. Điều này là đương nhiên, Quỳnh yên tâm. Cảm ơn. Cảm ơn nhé. Hôm nay mệt quá đi, chúng ta ngủ sớm thôi. Được. Sao thế? Bảo Bảo đá ta. Bảo con thật là không ngoan. Sao lại đá mẹ con chứ? Đúng vậy, ta đợi chờ lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đợi được đúng không? Câu này nàng nói là không công bằng đâu nhé. Cái gì? Cái gì mà nàng đợi chờ từ lâu? Ta cũng đợi mà. Bảo con đừng nghe lời mẹ con nói. Lời từ một phía nhé. Đừng lắm lời thế. Sau này Bảo con chúng ta ra đời nhất định sẽ rất nghịch ngợm, ngày ngày làm ta tức giận. Được rồi, đừng làm ảnh hưởng đến con. Đừng làm ảnh hưởng đến con đấy. Ta nói về chính với nàng đây. Bây giờ cuộc sống của chúng ta cũng coi như là được. Chỉ có điều, đợi sau khi có con, ta muốn kiếm thêm một chút tiền để cho hai mẹ con nàng có thể được sống sung sướng hơn. Nói như vậy cũng không có sao. Vậy chàng định làm gì? Ta định không làm tiểu phu nữa. Là bởi vì nghề này chàng kiếm được bao nhiêu cũng phải. Ta muốn buôn bán. Buôn bán, đúng đúng. Buôn bán, buôn bán thì tốt. Nhưng mà buôn bán không có đơn giản như chàng nói như vậy đâu. Hơn nữa trước đây ta thấy biểu ca biểu tẩu những chuyện làm ăn mà họ làm hại chàng không ít. Chính vì những kinh nghiệm thảm thương trước đây ta mới dở lẽ ra. Ta chuẩn bị học từ đầu.
học những kỹ năng của nghề buôn bán, chính là ăn phận làm ăn, đó mới là con đường đúng đắn. Ta định buôn bán cái gì? Ta định buôn bán tơ lụa. Nàng thấy sao hả? Tơ lụa được không? Tơ lụa hả? Kinh doanh tơ lụa cũng tốt. Trước đây nhà chúng ta không phải là kinh doanh tơ lụa sao? Đúng vậy. Lưu Phong à, ta nhất định sẽ ủng hộ chàng. Ta cảm thấy chúng ta vừa bắt đầu, nên đi vào thị trấn. Lưu Phong à, tìm những nhà nuôi tầm. Chúng ta phải bắt đầu tìm hiểu từ những nhà nuôi tầm nhé. Đúng vậy, đúng đúng, chúng ta phải xem một chút. Sau đó chúng ta còn có thể mở một cái thật to. Phải mở cửa hàng thật to. Chàng làm gì vậy? Chàng không nghe ta nói sao? Ta đang nghe mà, ta đang nghe. Chàng rõ ràng đang ngủ gật mà. Không không, không chỉ là chuyện buôn bán, không phải một hai câu mà có thể tổng kết được. Cho nên chỉ bằng chúng ta, ngày mai hãy nói đi. Ta sẽ rửa tay để nghe. Không được, chàng đã nhắc đến rồi, đã nói rồi. Chàng hãy nghe ta nói. Nàng có thể không ngủ, nhưng con chúng ta muốn đi ngủ. Ngày mai hãy nói đi. Nào, ngủ thôi. Được rồi, ngủ đi, ngủ đi. Ngày mai chúng ta nói tiếp. Được rồi, ngủ thôi. Chàng ngủ đi. Chàng cũng ngủ đi. Nương tử ngủ ngon. Đại Dương, Lưu Phong luôn để chân lên Bảo Châu bên mình, chỉ có lúc ngủ mới lấy ra thôi. Để dưới gối của hắn đó. Để dưới gối à? Dưới gối hả? Được rồi. Được rồi. Cuối cùng ta cũng tìm thấy cơ hội mà Lưu Phong buông lỏng để cướp Bảo Châu về rồi. Lưu Phong, bây giờ ta thấy võ công của chàng, pháp lực của chàng đúng là càng ngày càng cao cường rồi. Xem ra chân linh bảo châu này đúng là rất hữu dụng, đúng không? Đúng vậy, ta cảm thấy chân linh bảo châu có thể khiến cho tâm tình ta thư thái hơn. Có nó cùng ta chuyên tâm tu luyện, công lực của ta mới có thể tăng lên lớn mạnh hơn. Chắc chắn vì lý do này, không chừng chàng chính là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp một lần. Để thêm việc chàng có chân linh bảo châu, cho nên pháp lực và võ công của chàng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lợi hại. Vậy con của chúng ta thì sao? Con của chúng ta hả? Có ích gì cha con của chúng ta không? Có ích gì chứ? Ta có thể dùng chân linh bảo châu khiến cho nó an thần an tâm. Như thế nó sẽ không nghịch ngợm, cứ đạp bụng nặng mãi. Đúng vậy, ngày nào nó cũng đạp bụng ta, khiến cho toàn thân ta eo mỏi lưng đau. Được đó Lưu Phong, chỉ bằng chúng ta thử xem. Được, lại đây nào, ngồi xuống. Ngồi xuống. Thế này là sao? Khó khăn lắm, chưa lên bảo châu mới đến tay. Ta quyết không nhả ra đâu. Ngay
Kim Bắc Quán, ngươi lại trúng kế rồi. Kim Bắc Quán, lần trước bọn ta tha cho ngươi, lần này bị bọn ta bắt được, ngươi đúng là lòng tham không đáy. Vậy làm theo giao hẹn, nếu ngươi bị bắt lần nữa thì sẽ chịu phạt, bị trời khiển trách. Đừng hòng, ngươi nằm mơ hả? Trừng phạt hả? Đường đường là Kim Bắc Quán đại dương ta đây, lại bị các người trừng phạt hả? Đều tại ta, sao lại lâm tới bước đường cùng này? Nếu ta bị các ngươi trừng phạt, chỉ bằng để ta tự kết liễu sinh mạng của mình. Kim Bắc Quán, ngươi vội vàng muốn chết như vậy sao? Ngươi làm gì vậy? Buông tay ra. Ngươi đã cướp đi mọi thứ của ta rồi. Ta không muốn sống qua ngày để ngươi chê cười nữa. Buông tay ra. Trước ta chưa từng nghĩ tới sẽ nhìn ngươi rồi chê cười. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Có trắm thì mau phóng. Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn gặp Triêu Hoàng một lần không? Ta không gặp ai cả. Tri Họa hả? Rốt cuộc ngươi nói cái gì? Tri Họa hả? Tri Họa. Quá tiếc, Kim Bắc Quán, hắn ta vốn là thủ lĩnh của ngũ quỷ, lại là một trong tứ đại công tử của yêu giới chúng ta. Nếu không bị tâm ma của mình mê hoặc, có thể chính là bởi lòng tham vô đáy của hắn, hắn mới bị bạn bè xa lánh, người thân ghét bỏ, đơn độc một mình. Đừng nói nữa. Bạn bè xa lánh, người thân ghét bỏ, cô độc một mình. Kim Bắc Quán ta lâm vào kết cục như thế, không phải là bán giận từ các người sao? Đại Dương, Tri Họa, sao chàng vẫn còn u mê không tỉnh ngộ như thế? Tri Họa, Tri Họa, đừng nghe ta nói đã. Tri Họa, Tri Họa, Tri Họa, Tri Họa, sao nàng lại ở đây? Sao nàng lại ở đây? Tại sao vậy? Đại Dương, chàng đã biết mình sai chưa? Ta không sai, là bọn chúng sai. Bọn chúng không chịu tuân theo ta. Nếu bọn chúng tuân theo ta, ta sẽ trở thành yêu dương. Nàng chính là yêu hậu. Sao chàng vẫn không hiểu lời của thiếp vậy? Ta có hiểu rồi. Ta hiểu cả rồi. Chàng sai rồi. Chàng vì riêng một mình mà lừa gạt cưỡng đoạt, làm chúng yêu phẫn nộ, để làm trái đạo trời. Chàng to gan làm càn, làm trời phẫn nộ, sao có thể thành công được? Thật vậy sao? Nàng đang lừa ta. Chàng biết không, để giành lấy dương vị, chàng đã lợi dụng bao nhiêu linh hồn vô tri không? Hai ta chàng đã giết bao nhiêu máu của người vô tội, thậm chí cả thiếp nữa. Ta là ta, là ta xảy ra giết lầm nàng. Đại Dương, thiếp không hề quán trách chàng, nhưng nếu cái chết của thiếp có thể khiến chàng thực sự ăn năn hối cải, có thể khiến chàng từ bỏ vọng tưởng tranh giành danh lợi, thiếp chết cũng đáng. Tri Họa, nàng đang nói gì vậy? Ta không sai. Nàng nghe ta giải thích đã. Chàng đừng nói nữa. Thiếp thật sự không ngờ rằng chàng sẽ như thế này. Đại Dương, uổng phí cho chúng ta làm huynh đệ bao nhiêu năm như vậy. Thiếp quá thất vọng vì chàng. Ta biết, Tri Họa, bây giờ ta chỉ là sa sút nhất thời thôi. Nàng quay lại giúp ta thua keo này cho bài cơ khác. Nàng hãy tin ta, ta nhất định sẽ làm được. Ta nhất định sẽ nhất định thành công. Đại Dương, bây giờ chàng vẫn mê muội không tỉnh ngộ, không được, bất nghĩa ắt tự diệt, tất cả đã không kịp nữa rồi. Không thể nào. Ta không tin. Hãy nghe ta nói đi, Tri Họa. Đây không phải là thật. Tri Họa. Tri Họa. Tri Họa. Tri Họa. Nàng hãy quay về giúp ta đi. Giúp ta đi. Kim Bắc Quán làm nhiều việc ác, lâm vào kết cục ngày hôm nay. Đúng rồi, đúng tội. Ta đi xem. Tri Họa, Kim Bắc Quán. Kim Bắc Quán, bây giờ ngươi đã biết mình sai chưa? Tri Họa, nàng đừng đi. Tri Họa, Kim Bắc Quán. Đây chính là kết cục do ngươi hại người. Ngươi có biết không? Dựa vào cái gì mà đánh ta như thế? Tự làm tự chịu. Xem bộ dạng muốn sống muốn chết của ngươi kìa. Đánh ngươi là còn xem trọng ngươi. Các người cười nhạo ta. Ngươi làm việc như thế thì nên chấp nhận bị trừng phạt. Ngươi đừng hòng. Kim Bắc Quán,
đến bây giờ còn chưa tỉnh ngủ. Võ thần tài quý vị. Lưu Phong, thiên mệnh của cậu đã hoàn thành, cho nên Ngọc Đế phái hai chúng tôi đến đón cậu trở về tiên vị. Võ thần tài, ba cùng lên mai với chúng tôi đi, trở lại làm tiên nào. Lưu Phong, đừng mà. Đừng mà. Hai vị tiên quân, tha cho tiểu thần vô lễ. Ở trên thế gian này, tôi có một mẫu thân già còn đang vất vả, một đứa con sắp sinh ra, và còn một nương tử tu ngàn năm mới được, cần phải được chăm sóc. Cho nên ta hy vọng đợi sau khi ta hết cái duyên bụi trần thì trở về thiên đình làm đúng trách nhiệm, có thể không? Thấy chưa, ta đã sớm nói với cô rồi, với tính cách của võ thần tài, cậu ấy tuyệt đối sẽ không dễ mà về đâu. Võ thần tài, cô hãy nghĩ cho kỹ, nhân gian này là phàm tục thế, thất tình lục đục đều là có thể quấy nhiễu. Cô thật sự không định về tiên giới cho chúng ta hưởng phúc sao? Tuy nhân gian là một phần trần tục thế, nhưng lại không phải càng nói rõ hơn đây là một nơi tu luyện rất tốt hay sao? Tuy rằng sự hấp dẫn của thất tình lục dục như độc xà mãnh thú, thực ra nó cũng có chỗ đáng để trân trọng. Nếu như có thể biến thất tình lục dục thành tình yêu lớn, ta cũng không uổng công đến nhân gian này. Được thôi, vậy theo những gì Quynh nói, ta sẽ quay về nói rõ tình hình của Quynh với Ngọc Đế. Đa tạ. Kim Bắc Quán, người đã biết tội chưa? Bảo ta biết tội hả? Người tác quay tác quái. Ngọc Đế ra lệnh cho ta đến thu phục ngươi, bây giờ sẽ cho ngươi biến thành tro bụi. Được rồi thanh nữ, chúng ta đi thôi. Sau này có dịp sẽ gặp lại.